Chào mừng toàn thể anh em đam mê về bóng đá đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Tham Hồng Futsal. Những ngày này, cả thế giới bóng đá đang bàng hoàng trước tin tức về Lionel Messi chia tay Barcelona sau hơn 20 năm. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc. Nhưng di sản to lớn mà Messi để lại chắc chắn sẽ không bao giờ nhạt phai trong ký ức những người yêu Barcelona. Hôm nay, chúng ta vẫn sẽ nói về Lionel Messi, nhưng hãy cùng nhìn lại chặng đường 17 năm kể từ khi Messi ra mắt đội 1 đã qua của anh theo một góc nhìn thật khác. Lionel Messi, khi nhắc đến tên anh, chúng ta ngay lập tức nhớ đến những ma thuật và những điều diệu kỳ mà anh làm được trên sân cỏ. Một phù thủy giỏi cần có cho mình những đôi đũa phép thuật thật xịn sò. Và đối với Messi, các mẫu giày độc quyền được nhà Adidas dành riêng cho anh để có thể thỏa sức vẽ nên những phép màu trên sân. Và trong video hôm nay trên Thanh Hồng Futsal, chúng ta hãy cùng điểm qua các đôi giày Signature được thử riêng cho Lionel Messi. Thêm một lưu ý nhỏ là trong video này, chúng mình sẽ chỉ đề cập đến những đôi giày đặc biệt ấn tượng và dành riêng độc nhất cho Messi, đánh dấu các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Bên cạnh các mẫu giày thử riêng này thì Messi còn mang sang kẽ với các phối màu cơ bản. Vì vậy, nếu có một mẫu giày nào làm bạn ấn tượng nhưng không xuất hiện trong video này thì cũng đừng quá ngạc nhiên nha. Trước khi bước vào phần chính, hãy để mình tiết lộ một sự thật. Nike, chứ không phải Adidas, mới là đôi giày bóng đá đầu tiên trong sự nghiệp của Messi. Điều này nghe có vẻ khó tin, bởi hiện nay, Messi đang là gương mặt đại diện toàn cầu cho Adidas. Nhưng trong mùa giải đầu tiên ở đội 1 Barcelona, Messi đã mang qua tất cả các silo giày của Nike tại thời điểm đó, như T90, Tiempo hay Mercurial. Nhưng người đến trước chưa chắc là cả chiến thắng sau cùng. Và trong trường hợp của Messi cũng vậy, nhận ra được tài năng của 102 của huyền thoại người Argentina, Adidas đã đề nghị một bản hợp đồng tài trợ trị giá 400.000 euro mỗi năm, thay cho mức 300.000 euro từ phía Nike. Có thể nói, hợp đồng này đã mở ra một kỷ nguyên mới, làm thay đổi cả lịch sử Adidas. Khi giờ đây, họ nắm trong tay một trong hai vị vua mới của bóng đá đương đại là Lionel Messi. F50.9 Tunis Messi, bạc, xanh dương, hay là đỏ hay là chín. Mùa giải 2008-2009 đánh dấu bước ngoặt cực kỳ lớn trong sự nghiệp của tài năng trẻ Lionel Messi khi anh chính thức kế thừa chiếc áo số 10 từ người tiền bối Ronaldinho. Việc Messi được trao chiếc áo số 10 của Barcelona chứng tỏ niềm tin rất lớn mà Pep Guardiola cũng như ban lãnh đạo đặt vào anh, và họ đã không lầm. Messi không chỉ khiến các cô lê nguôi ngoai nỗi nhớ Ronaldinho mà còn tạo dựng nên hình ảnh một tương lai vĩ đại hơn gấp nhiều lần trong những năm sau này. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Adidas đã thử riêng cho Messi một mẫu giày đặc trưng F50 đầu tiên với phối màu bạc xanh. Trong trận ra mắt với đôi giày đặc biệt này, Messi lập tức để lại dấu ấn trong lịch sử Barcelona khi ghi bàn thắng thứ 5.000 cho câu lạc bộ tại La Liga. Bên cạnh đó, đôi giày này cũng được Messi mang trong trận cầu hủy diệt đại kinh địch Real Madrid với tỷ số 6-2 ngay tại thánh địa Bernabeu. F50i Tunis Messi Navy Gold Argentina Blue 29/2010. Khi đồ hot của đôi giày F50i được Messi mang trong trận chung kết Champions League đối đầu với Manchester United còn chưa nguôi, nhà ba sọc đã biết cách tận dụng thời cơ để trình làng mẫu giày Signature tiếp theo dành cho Leo với phối màu xanh navy, vàng kim và xanh Argentina. Đôi giày Signature thứ hai này mang lại cho cảm giác Messi nhiều hơn phiên bản trước về thiết kế dành riêng cho anh. Phần đế, phần đinh, mũi giày đều được làm theo yêu cầu của chính Messi và phần upper làm từ da kangaroo. Bên cạnh đó, hệ thống dây giày được giấu bên dưới phần upper được trang trí các họa tiết lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina. F50 Adizero Messi Ballon d'Or Gold Black 2010-2011. Đầu mùa giải 2010-2011, Adidas chính thức giới thiệu mẫu giày F50 Adizero đầu tiên trong series Ballon d'Or dành riêng cho Messi. Đôi giày bê tông màu vàng kim chủ đạo được ra mắt nhằm tôn vinh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà Messi đạt được và được anh mang trong trận giao hữu quốc tế gặp Tây Ban Nha. Trong trận đấu này, Messi chỉ cần tốn 10 phút để tìm được mạng lưới đối phương. F50 Adizero Messi Ballon d'Or Gold White 2011-2012. Sau khi Messi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử vinh dự nhận được 3 quả bóng vàng liên tiếp, Adidas đã kỷ niệm dịp trọng đại này bằng việc ra mắt phiên bản F50 Adizero Ballon d'Or thứ hai.
vẫn giữ nguyên màu sắc chủ đạo là vàng kim. Adidas đã bổ sung các bàn trắng cùng logo ba sọc đen để mang đến thêm một thiết kế đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Messi chỉ mang đôi giày này đúng một lần trong chiến thắng của Barcelona trước Real Betis với tỷ số 4-2. Messi có ghi bàn trong trận này không? Đương nhiên là có rồi. F50 Adizero Messi Ballon d'Or Black Gold 2012-2013. Năm mới đến, lại thêm một danh hiệu Ballon d'Or nữa dành cho Messi. Lần đầu tiên trong lịch sử túp cầu giáo, xuất hiện một cầu thủ nhận 4 quả bóng vàng liên tiếp. Như vậy có nghĩa là thêm một đôi giày signature dành cho Messi. Mẫu giày Ballon d'Or lần này có thiết kế độc đáo và lạ mắt hơn so với hai phiên bản tiền nhiệm, với gam màu đen chủ đạo, kết hợp cùng 4 họa tiết mặt trời vàng, tượng trưng cho 4 quả bóng vàng mà Messi nhận được từ năm 2009. Một lần nữa, mẫu giày này chỉ được Messi mang đúng một trận ở cúp nhà vua. Đối thủ của Barca ngày hôm đó là Malaga. Liệu anh ấy có ghi bàn không? Bạn đoán thử xem. F50 Adizero Messi Running Wild Red 2013-2014. Đến năm 2013, Messi đã có cho mình một list dài các danh hiệu tập thể cũng như cá nhân mà anh đạt được trong ở Barcelona và Argentina, như 5 chức vô địch La Liga, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 5 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 1 huy chương vàng Olympic và 4 quả bóng vàng liên tiếp. Đó là còn chưa kể kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi Messi thiết lập vào năm 2012, khi anh ghi tổng cộng 91 bàn thắng trong một năm dương lịch. Đây cũng chính là động lực để nhà ba sọc nâng cấp các mẫu giày signature dành cho cầu thủ con cưng của mình lên một tầm cao mới, khi họ trình làng một series các thiết kế độc quyền với logo chữ M cực kỳ mới của Messi. Và F50 Adizero Messi Running Wild Red chính là mẫu giày đầu tiên của series này. F50 Adizero Messi 370 2013-2014. Khi Messi có được cú hat-trick trong trận cầu hủy diệt Osasuna với tỷ số 7-0, Messi đã chính thức trở thành chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barcelona trên mọi đấu trường sau khi vượt mặt Paulinho Alcantara. Nhằm tôn vinh thành tích trên cả tuyệt vời này của Messi, Adidas đã ra mắt phiên bản đặc biệt F50 Adizero 370 với colorway được lấy cảm hứng từ màu áo của Blaugrana. Phiên bản 370 này chỉ được sản xuất tổng cộng 370 đôi trên toàn thế giới, tương ứng với mỗi bàn thắng của Messi ghi được trong mùa áo Barca. F50 Adizero Messi Battle Back World Cup 2014. Mùa hè 2014 trên đất Brazil, Adidas trình làng một trong những bộ sưu tập giày bóng đá đáng nhớ nhất lịch sử các kỳ World Cup là Battle Back. Battle Back bao gồm 5 siêu lô giày của Adidas thời bấy giờ là Nitro Shark, F50 Adizero, F50 Adizero Messi Predator Instinct và 11 Pro, với các họa tiết mang hiệu ứng monochrome, trắng đen, kết hợp cùng logo ba sọc vàng cam bắt mắt. Còn đối với dòng giày F50 Adizero dành riêng cho Messi, Adidas đã thêm một chút sắc trắng xanh ở phần chính giữa thân giày, gợi nhớ tới màu cờ của Argentina. Mặc dù không thể giúp La Albiceleste giành được cúp vàng, nhưng Messi đã có một kỳ World Cup bùng nổ với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo, qua đó ẩm luôn danh hiệu quả bóng vàng World Cup. Một mẫu giày khác với thiết kế tương tự F50 Adizero Messi Battle Back cũng được Adidas trình làng trong mùa hè này là phiên bản Messi Birthday Boots nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 của La Pulga. Đôi giày với phối màu 7 sắc cầu vồng chỉ được Messi mang duy nhất một lần trong buổi tập của Argentina. Mẫu giày kỷ niệm sinh nhật này thậm chí còn hiếm có khó tìm hơn cả phiên bản 370, khi nó chỉ có tổng cộng 27 đôi trên toàn thế giới, mỗi đôi đại diện cho một năm trong cuộc đời của Messi. F50 Adizero Messi Neon Orange 2014-2015. Sau sự kiện Messi đạt quả bóng vàng World Cup 2014 đã mang đến nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế của Adidas tạo nên mẫu giày signature tiếp theo dành cho ngôi sao lớn nhất của mình là F50 Adizero Messi Neon Orange. Với màu vàng cam trên đôi giày mang ý nghĩa vinh danh các thành tích và danh hiệu tập thể cá nhân mà Messi đã đạt được tính cho đến năm 2014. Với cá nhân mình, Neon Orange chính là phối màu đẹp và độc nhất trong số các phiên bản Signature thuộc dòng F50 Adizero Messi bởi các thiết kế độc lạ và táo bạo trên mẫu giày này. Trên khắp bề mặt thân giày được trang trí với các dòng chữ to nhỏ inset chồng lên nhau. Đây đều là các cụm từ có ý nghĩa và liên quan đến cầu thủ người Argentina như Velocidad, tốc độ, Ballon d'Or và hơn hết là Messi. Bên cạnh đó, trên miếng lót giày, bạn có thể tìm thấy dòng chữ Messi un Putin, với nghĩa là hơn cả một đôi giày, được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu nổi tiếng Messi un Club của Barcelona, hơn cả một câu lạc bộ. Nếu phiên bản Neon Orange chỉ được Messi mang trên chân tại sân chơi La Liga,
thì F50 Adizero, Massive Block Radar, Neon Orange, Earth Green chỉ là món vũ khí được Messi sử dụng ở đấu trường Champions League. Các chi tiết trang trí trên phần thân và lót giày đều sẽ được giữ nguyên như trên phiên bản Neon Orange. Điểm khác biệt lớn nhất so với phiên bản kia chính là phối màu thân trên giày được chia thành 4 mảng màu riêng biệt, lần lượt là vàng, xanh đất, xanh lam và đỏ, lấy cảm hứng từ các kiến trúc tại thành phố Barcelona. Ngoài ra, 4 mảng màu này còn tượng trưng cho 4 lần nâng cao danh hiệu Ballon d'Or. Tại thời điểm ra mắt, phối màu này đã gây được ấn tượng mạnh với không ít bộ phận người hâm mộ về sự phá cách độc đáo mà phiên bản Blaugrana này mang lại. F50 Adizero, Messi, Mirosas 10, Power 2, Solar Orange 2014-2015. Minosar 10 chính là mẫu giày signature F50 Messi cuối cùng được ra mắt trong năm 2014 với các họa tiết sọc răng ri lạ mắt nhằm tôn vinh Rosario, quê nhà của Lionel Messi, nơi mà anh học cách chơi bóng và ghi những bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời trước khi đặt chân lên con đường vinh quang như ngày hôm nay. Từ Mirosas trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Rosario của tôi, và số 10 là số áo của Messi ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển. Thiết kế độc đáo của đôi giày gợi nhớ đến những ngày đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của Messi, với màu cam là màu áo sân nhà của câu lạc bộ đầu tiên mà anh chơi, còn màu xanh là đối thủ lớn nhất của họ. Trong trận đấu này, một mình Messi đã nã vào lưới đối thủ tận 4 bàn, dù Messi chỉ mới vừa chân ướt chân ráo đặt chân vào đội. Minosa 10 là mẫu giày mang nhiều đặc trưng liên quan đến huyền thoại của Barcelona nhất trong series F50 Adizero, khi mọi chi tiết trên đôi giày đều mang mối liên kết sâu sắc với huyền thoại bóng đá Argentina, bao gồm phần lót giày được in hình bản đồ sân Batalón thuộc Rosario. Đây là một khu căn cứ quân sự bị bỏ hoang mà Messi thường lén vào để chơi bóng cùng với đám bạn. Messi 15.1 phiên bản 10/10. Trong lịch sử túc cầu, chỉ mới duy nhất hai cái tên có được vinh dự các hạng thể thao dành hẳn một dòng giày riêng cho mình. Người đầu tiên là Ronaldinho với dòng giày cùng tên từ nhà Nike, và người thứ hai không ai khác ngoài Messi với dòng giày Messi được ra mắt vào năm 2015. Dù chỉ xuất hiện trên thị trường vỏn vẹn 2 năm, nhưng các phối màu thuộc dòng Messi đều ít nhiều gây được tiếng vang lớn đối với người hâm mộ. Nổi bật nhất trong số đó hẳn là mẫu giày Messi 15.1 phiên bản 10/10. Ra mắt đúng ngày 10 tháng 10 năm 2015 với chỉ 100 đôi trên toàn thế giới. Mẫu giày với gam màu chủ đạo đen kết hợp hoàn hảo với sắc đỏ và vàng kim trên hai bộ phận Messi Frame và Game Strikes. Nemesis Messi 19.1 Indigo Green Glory. Tháng 12 năm 2019, Messi chính thức vượt mặt Ronaldo trong cuộc đua quả bóng vàng khi anh có lần thứ 6 chạm tay vào danh hiệu cao quý này. Với cùng một mô típ quen thuộc như bao lần trước, Adidas nhanh chóng triển lãm mẫu giày signature mới dành cho Messi, Nemesis 19.1 Indigo Green Glory, với phối màu chàm tím kết hợp cùng logo ba sọc màu xanh lá. Phối màu này ngay lập tức khiến các fan lâu năm của Messi liên tưởng đến đôi F50 Adizero Champion được nhà ba sọc thử riêng cho anh ở World Cup 2010. Ngoài trừ phối màu bắt mắt và cá tính, thì thiết kế của mẫu lần này có phần đơn điệu, dù đây là phiên bản được hãng ra mắt nhằm kỷ niệm cột mốc cực kỳ đáng nhớ trong sự nghiệp của Messi nói riêng và lịch sử bóng đá thế giới nói chung. Nemesis Messi 1 Rey del Balón 2020. Sau bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 trong cuộc đầu với Real Madrid thuộc khuôn khổ La Liga vào tháng 12 năm ngoái, Messi đã tiếp tục khắc sâu tên mình trong ngôi đền huyền thoại với tư cách là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ, một kỷ lục mà có thể rất lâu nữa cũng khó có ai vượt qua. Một dấu mốc trọng đại trong lịch sử túc cầu giáo cần có một thứ gì đó xứng tầm để đi cùng, và câu trả lời được Adidas đưa ra chính là Nemesis 1 Rey del Balón. Rey del Balón có thể được dịch nôm na là vua bóng đá, một biệt danh vô cùng thích hợp đối với một cầu thủ toàn năng và vĩ đại như Messi. Nhắc đến mẫu giày vua bóng đá thì chúng ta không thể không nghĩ ngay đến phối màu Solar Red, Core Black, Solar Yellow vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Đi cùng với một phối màu bắt mắt này là các họa tiết trang trí theo phong cách graffiti, bao gồm cụm từ Messi được in cách điệu. Ngoài ra, hai bên thân giày còn được hãng trang trí thêm logo vương miện Go Wild và logo đặc trưng riêng của Messi. X Speed Flow Andre Tono. Mùa hè năm nay, người hâm mộ phải chính thức nói lời chia tay với Nemesis sau khi Adidas tuyên bố khai tử dòng giày này với tuổi đời 4 năm. Câu hỏi được các fan của Messi nói riêng và giày bóng đá nói chung đặt ra, liệu Messi sẽ mang mẫu giày nào trên chân trong các mùa giải tới đây, hay liệu Adidas sẽ có một dòng giày riêng khác nữa dành cho Messi? Câu trả lời đã được hãng thể thao nước Đức đưa ra, đó chính là X Speed Flow, đôi đầu tiên trên thế giới với tên gọi
and ritorno, có nghĩa là sự trở lại. Espirito and ritorno được ra mắt những đánh dấu lần tái hợp sau hơn 6 năm của Messi với dòng giày tốc độ thuộc nhà Barca, mẫu giày với phối màu nâu cam, lần này được lấy cảm hứng từ đội F30 mà Messi đã mang trong pha solo kinh điển tái hiện kỳ tích của Diego Maradona trước Getafe ở cúp nhà vua cách đây hơn 14 năm. Có thể nói, trong số các mẫu giày thừa riêng cho Messi đến thời điểm này, S Speed Flow and Retorno chính là đôi giày đem lại nhiều may mắn nhất cho Messi khi kỳ Copa America vừa qua. Messi cùng với đội tuyển của mình đã giành được chức vô địch đầu tiên trong mão đội tuyển sau hơn 28 năm chờ đợi. Bản thân Messi cũng dành cho mình hai danh hiệu cá nhân cực kỳ quan trọng là vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Và đó cũng là kết thúc của video hôm nay. Đôi giày signature nào của Messi khiến cho bạn ấn tượng nhất? Bạn có còn nhớ đôi giày đó được Messi mang ở trận đấu nào không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Nếu thấy hay, đừng quên bấm like và bấm nút theo dõi YouTube của Thanh Hùng Photo để tạo thêm động lực cho chúng mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.